đến với một livestream Power Up With Us, IELTS World nữa cùng với IELTS Fighter. Và đây là livestream, mình nghĩ là livestream thứ tư trong cả chuỗi Power Up With Us này. Đó, thì Power Up With Us, IELTS World, welcome guys. If you're here, say hi, okay? Nếu mà các bạn đang xem livestream này thì hãy comment hi ở phần ở dưới cho Miss Mia xem nhá. Thì ngày hôm nay IELTS Fighter sẽ Miss Mia sẽ live trên cả YouTube channel và trên Facebook page của IELTS Fighter mọi người nha. Hello, anh Đức ở trên rồi Facebook thì Mia thấy là đã lên rồi, để Mia xem trên YouTube thì như thế nào nhá. Hi everyone. Ok rồi. Thì bây giờ Miss Mia đang ở trên cả hai nền tảng rồi. YouTube có rất là nhiều bạn đang vào rồi này, Quân này, Thu Hoàng, Thùy Phương, Christina, Ánh Dương, Đức Anh, Ngọc Linh, Như Quỳnh, Thùy Lý, Minh. Hey guys, hi everyone. Rồi mọi người cứ comment hi xuống nhá. Và trong ngày hôm nay thì mặc dù là giữa tháng 11 rồi nhưng mà đây coi như là cái livestream đầu tiên trong tháng 11 của chúng ta trong chặng 2 của Power Up With Us. Thì Mia sẽ nhắc lại một chút về cái dự án Power Up With Us này cùng với IELTS Spider mọi người nhá. Thì đây, dự án này sẽ là dự án 3 tháng cuối năm của IELTS Spider và chúng ta đã trải qua chặng 1 rồi, đó là tháng 10 là chặng xây nền tảng đúng không nào? Và trong tháng này thì chúng ta sẽ tập trung là phát triển từng kỹ năng listening, reading, speaking và writing. Đó, và chặng cuối cùng là tháng sau thì chúng ta sẽ tổng ôn và luyện đề cũng như là trau dồi các kỹ năng, đặc biệt là speaking và writing chuyên sâu mọi người nhá. Thì đây chính là cái tổng quan cái dự án Power Up With Us này. Và chúng ta, như Mia đã nói thì chúng ta ở chặng 2. Đó, chặng 2 đây tháng 11 đúng không nào, là phát triển kỹ năng. Và nếu mà mọi người đã xem cái tiêu đề livestream này thì hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu là tập trung vào kỹ năng listening và một chút về speaking các bạn nhá. Vì đây là hai cái kỹ năng mà Mia nghĩ là có mối liên hệ rất là mật thiết với nhau. Đó, hai Ngô Kiều này, Thư, Bảo Ngọc, hello. Rồi, thì cuối cái livestream này thì Mia sẽ có một cái Q&A session cho mọi người có thể hỏi tất cả những gì mà các bạn có, đặc biệt là về hai kỹ năng listening và speaking nhá, vì đây là hai kỹ năng mà chúng ta tập trung vào ngày hôm nay. Rồi, thì mọi người hãy cứ đây rồi, Mia sẽ đợi thêm cho nhiều người tham gia hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Rồi, Power Up With Us, và hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào kỹ năng listening và speaking. Thì không biết là những bạn đang xem livestream này có bạn nào cũng cảm thấy là kỹ năng listening hoặc là kỹ năng speaking là hai kỹ năng mà mình đang struggle nhất, đang gặp khó khăn nhất, thì các bạn hãy comment me ở dưới cho Miss Mia xem nhá. Thì không biết là có ý là listening, speaking của các bạn yếu, đặc biệt là listening. Đó, thì đây chính là cái livestream mà sẽ, Mia nghĩ là sẽ giúp các bạn gỡ rối rất là nhiều cái kỹ năng này. Đó là kỹ năng listening mọi người nhá. Rồi, thì trong cái livestream này thì Mia sẽ đi sâu vào cách phát triển cái kỹ năng nghe, kể cả nghe tiếng Anh, và sau đó mình sẽ dẫn vào là cách luyện nghe trong IELTS mọi người nhá. Rồi, tất cả mọi người, có rất là nhiều bạn đang comment là mình cũng đang gặp khó khăn với kỹ năng listening đúng không nào? Đó, alright. Và trước khi chúng ta đi vào nội dung chính cái kỹ năng này thì mình muốn thông báo một chút về một số những cái sự kiện sắp tới của IELTS Spider. Thì hiện tại mọi người biết là ngày nào có một ngày rất là trọng đại sắp tới đang vào cuối tuần này, thì không biết mọi người có nhớ là ngày nào không nhở? Do you know what day is coming up? What day is coming up, guys? Cuối tuần này sẽ có một sự kiện rất là đặc biệt, một ngày cực kỳ là ý nghĩa và trọng đại, đặc biệt là đối với ngành giáo dục này. Đó, thì Miss Mia cũng gợi ý luôn là ngày 20 tháng 11 đúng không? Thì trong group IELTS Fighter hỗ trợ học tập hiện tại đang có cuộc thi video A Tribute to Teachers, tức là các bạn sẽ quay những cái video gửi gắm những cái lời tức là tribute, tri ân đến giáo viên của các bạn. Và phần thưởng rất hấp dẫn nhá, sẽ có tiền mặt này và soạn độc quyền bởi IELTS Spider. Đó, thì cuốn này chúng mình chưa public đâu, thì những bạn thắng cái cuộc thi đấy sẽ được tặng cái cuốn này bản cứng mọi người nhá. Đó, thì mọi người hãy vào Facebook group IELTS Spider hỗ trợ học tập để tham gia cuộc thi nha. Quay video về người giáo viên các bạn yêu thích nhất này, hoặc là những cái lời tri ân của các bạn đối với giáo viên của mình. Đó, đấy là thông báo thứ nhất. Và thông báo thứ hai là trong tuần sau chúng ta sẽ có hai workshop mọi người nhá. Hai workshop Power Up With Us. Thì đầu tiên là workshop ngày hôm 25, tối 25 thì sẽ là workshop hiểu con hiểu mình, sẽ dành cho tức là các vị phụ huynh và các bạn cấp 2 có đang mong muốn là
hiểu được tâm lý của các con hay là tâm lý của bản thân hơn, và cũng như là cách học tiếng Anh dành cho các bạn lứa tuổi cấp 2. Thì đấy là workshop thứ nhất, hiểu con hiểu mình, vào ngày 25 tháng 8. Còn workshop thứ hai là vào ngày 27 tháng 8 mọi người nhé. Thì workshop đấy sẽ là workshop thứ hai trong chuỗi Power Up With Us. Chúng ta sẽ tập trung vào cách học các kỹ năng trong IELTS, một số những cái phương pháp học rất là hiệu quả và mới lạ mọi người nhé. Rồi, đó thì đấy là một số những cái thông báo chính về những cái sự kiện sắp tới của IELTS Spider. Alright, thì mọi người hãy nhớ follow page IELTS Spider để cập nhật vào những cái thông tin sắp tới về những cái workshop đấy các bạn nhé. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào phần chính ngày hôm nay, đó là về kỹ năng listening đúng không nào? Rồi có rất là nhiều bạn comment đây là cũng là cái kỹ năng mà nhiều bạn đang yếu này. Sorry mọi người, đấy là hàng ngày 25 tháng 11 mọi người Miss Mia hay nhầm sang tháng 8. 25 tháng 11 sẽ có một workshop là hiểu con hiểu mình, và 27 tháng 11 sẽ có workshop Power Up With Us thứ hai, tập trung vào các kỹ năng trong IELTS. Tháng trước thì mình có một workshop tập trung vào xây từ vựng này, ngữ pháp đúng không nào? Thì tháng này cái workshop hôm 27 này chúng ta sẽ tập trung vào xây dựng kỹ năng đúng như cái chặng 2 của Power Up With Us luôn. Ok nhá. Hello, hi everyone. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với cái những cái phương pháp học listening, nghe tiếng Anh nói chung và nghe IELTS nói riêng mọi người nhá. Và mọi người hãy cố gắng ở lại đến hết livestream, vì là gần cuối livestream mình sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái nguồn tài liệu theo trình độ cho các bạn luyện tập kỹ năng này. Rồi nhá, thì khi nói đến IELTS listening hay là listening trong tiếng Anh nói chung này, thì sẽ có hai cái phương pháp học nghe chính. Thì không biết là có bạn nào đã nghe đến phương pháp là ví dụ như là passive listening, nghe thụ động và nghe chủ động chưa nhở? Nếu mà rồi thì các bạn hãy comment yes nhá. Alright, have you guys heard of active listening and passive listening? Yes or no? Thì có rất là nhiều những video của mình ở trên YouTube, mình cũng đã giới thiệu những cái phương pháp nghe và mình đề cập đến rất là nhiều những cái phương pháp về passive listening và active listening, yes đúng không nào? Đó, thì trước hết nhá, chúng ta sẽ nói về passive listening, nghe thụ động. Thì đúng như là cái tên của nó, tức là các bạn nghe nghe thụ động đúng không? Nghe liên tục và không thực sự là chú tâm học quá nhiều. Mà đây cũng là một cái phương pháp học rất là quan trọng, bởi vì làm sao cho passive listening, tức là các bạn cần phải create an English speaking environment for yourself. Nghĩa là gần như là tạo một cái môi trường nói tiếng Anh xung quanh mình. Đó, kiểu đắm chìm trong một cái môi trường nói tiếng Anh luôn đúng không? Và cái phương pháp này thì không biết là các bạn đang thực hiện những cái cách nào để tạo được những cái môi trường nói tiếng Anh cho mình nhỉ? Có bạn nào xem phim nhiều này, hay là nghe podcast, hay là xem YouTube gì không? Thì các bạn hãy thử comment những cái phương pháp của các bạn ở dưới này nhá. Rồi, how do you create an English speaking environment for yourself? Đó, thì các bạn hãy thử comment nhá. Có bạn nào hãy chia sẻ những cái phương pháp của mình trước để Miss Mia xem nhá. Ok. Hồi trước thì khi mà Mia học tiếng Anh thì đây có bạn Minh Hoàng comment là nghe podcast này. Rồi, nghe podcast. Có bạn nào có những phương pháp nào khác không nhỉ? Alright. Cái show Friends. Rồi, có rất là nhiều bạn xem phim đúng không? Xem phim này, nghe podcast này, xem show vân vân. Thì đấy cũng là một trong những cách mà Mia cũng áp dụng để trong cái việc là passive listening, đó là nghe thụ động, tức là tạo một cái môi trường tiếng Anh xung quanh mình. Đó, thì có rất là nhiều bạn đang comment là nghe nhiều nhưng mà không lên skill. Đó, tại vì là lý do vì sao thì Mia nghĩ rằng các bạn đang chỉ tập trung vào mỗi passive listening, tức là chỉ nghe thôi mà chưa có những cái phương pháp nghe chủ động active listening nó hợp lý. Thì về những cái phương pháp nghe chủ động, Mia sẽ đề cập đến sau nhá. Mia sẽ đề cập đến cái phần passive listening trước. Nói như vậy nhưng mà các bạn không nên bỏ qua cái việc passive listening, tức là mình luôn luôn phải có một cái môi trường nói tiếng Anh liên tục. Rồi nhá. Thì đấy là cái đầu tiên, thì Mia thấy có rất là nhiều bạn làm được này. Tiếp nhá. Đây, thì một số những cái passive listening sources nhá. Rồi, thì passive listening như là Mia vừa nói và như là các bạn đã comment, thì tức là mình cứ nghe tiếng Anh nhiều nhất có thể, whatever chance you get.
khi mà các bạn đang làm việc nhà này hay là đang chưa các thứ thì các bạn hãy cứ cố nghe tiếng Anh. Đó, thì đấy là cái passive listening. Thì sau đây mình sẽ gợi ý một số những cái source, những cái nguồn passive listening hiệu quả cho các bạn nhé. Thì có rất là nhiều bạn comment là podcast này, đúng chính xác rồi là podcast. Và một số những cái tên podcast của Mia recommend thì các bạn hãy đợi đến cái phần sau khi mình chia sẻ nguồn tài liệu nhé. Podcast chính xác rồi. Ngoài ra thì cũng có bạn nào, cũng có rất là nhiều bạn comment là movies and TV shows, đúng không nào? Phim ảnh này, kể show các thứ, đó, chính xác rồi. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà các bạn nghe hai cái này ấy, thì nếu mà được thì có thể là nghe cùng với sub tiếng Anh chẳng hạn. Đó thì mình luyện cái khả năng tức là nghĩ tiếng Anh luôn. Còn ngoài ra nếu mà những bạn nào mà rất là bận rộn này thì có thể là cứ luyện tập, cứ nghe nhiều nhất có thể thôi. Nghe trong lúc các bạn đang làm những cái việc khác cũng được nhá. Đấy là thứ nhất là tạo môi trường tiếng Anh cũng rất là quan trọng này. Rồi, ngoài ra nhá thì có một cái phần nữa mà Mia nghĩ rằng có thể là nhiều bạn chưa biết đến, đó là audiobooks. Đó, audiobooks tức là sách nói ý. Thì đây là một cái nguồn tài liệu mà mình nghĩ là có rất là nhiều bạn chưa tận dụng được nhiều, mà thực tế là mình nghĩ đây là một cái nguồn rất là hữu ích. Đó thì không biết bạn nào có đã nghe tới audiobooks chưa, và đã có bạn nào đã thử nghe audiobooks bao giờ chưa? Cái đơn giản audiobooks tức là thay vì đọc sách, đó các bạn rồi trong ra đọc sách thì người ta sẽ hiểu. Thì không biết là các bạn có bạn nào cũng đã thử nghe audiobooks chưa nhở? Thì các bạn hãy comment nhé. Nếu mà chưa thì các bạn có thể là comment là no này. Rồi Hoàng cũng comment là rồi, đúng không nào? Thì đây, podcast này, movie, TV show thì các bạn đã quá quen rồi. Thì bây giờ Mia sẽ gợi ý một cái nguồn nghe thụ động audiobooks này nhá, sách nói nhá. Thì đây, mình có một cái link đã đặt sẵn cho các bạn. Đó thì không biết đây mọi người hãy tham khảo cái nguồn audiobooks này để nghe thụ động nhá. Có thể là các bạn nghe trước khi đi ngủ chẳng hạn. Đó, nghe trước khi đi ngủ khoảng tầm 15-20 phút. Thì đây, đấy là cái trang LibriVox này nhá. Đây thì mình sẽ để nó gần hơn cho các bạn. LibriVox, ok. Thì đây mình đang ở trên cái trang chủ của nó, LibriVox.org nhá. Thì ở đây nó có hai lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn read này, nếu mà các bạn muốn tăng khả năng đọc thì các bạn có thể lựa chọn read này. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn muốn tăng khả năng nghe thì các bạn có thể tận dụng cái chức năng listening này, cái listen này, thì các bạn ấn vào catalog này nhá. Ok rồi, các bạn ấn vào catalog này này. Đó, trên cái trang LibriVox nha. Rồi, thì ở đây sẽ có rất là nhiều những cái lựa chọn như sau. Để genre subject nó vào phần genre subject nhá. Thì đây Mia sẽ để gần màn hình để cho các bạn thấy nhá. Genre subject này, và chọn những cái để có thể chọn sách ra. Và cái này hoàn toàn free nhá. Đó, thì chọn chủ đề nhá. Thì ở đây có fiction này. Rồi nếu mà các bạn kéo xuống thì có rất là nhiều thứ như là romance này. Rồi sports cũng có, suspense có rất là nhiều luôn. Đây là một nguồn audiobooks cực kỳ là dồi dào. Đó, và nếu mà các bạn đã chọn được cái chủ đề mà các bạn mong muốn rồi thì có thể là tìm cái nguồn sách mà các bạn thích, đao về và nghe. Đó, thì đây là một cái nguồn Mia nghĩ là để luyện tập listening thụ động, passive listening cực kỳ là tốt nhá. Đối với audiobook sách nói thì Mia trước cũng đã từng có trải nghiệm nghe một số những cái sách nói rồi. Thì mình thường là sẽ nghe trước khi đi ngủ. Đó, có thể là nghe 20 phút, 30 phút. Thì sẽ trong khoảng tầm một tháng gì đấy thì mình sẽ nghe xong một quyển sách. Đó, thay vì đọc thì các bạn có thể nghe. Đó, thì bạn hãy thử tham khảo cái trang LibriVox này nhá, LibriVox nha. Ok, rồi thì đây là nguồn nghe thụ động mà mình nghĩ là các bạn cũng có thể là tham khảo. Rồi, thì bây giờ tiếp nhá. Đó, mình đang nói về những cái passive listening sources, đúng không nào? Đó, passive listening chỉ là đơn giản như vậy thôi. Cần tạo ra một cái môi trường nghe tiếng Anh, nói tiếng Anh nhiều nhất có thể qua những cái nguồn như thế này. Đó, thì tí nữa mình sẽ tổng hợp lại những cái cụ thể, ví dụ cụ thể về nguồn passive listening nhá. Ok. Rồi, thì đó là passive listening, đơn giản thôi, nó chỉ đơn giản thế thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến phần active listening nhá. Nhưng mà trước khi vào active listening thì Mia muốn giới thiệu với các bạn một cái concept, một cái khái niệm. Đấy là micro learning. Rồi, micro learning là như thế nào? Thì bây giờ Mia có một câu hỏi cho các bạn như sau nhá. Các bạn cảm thấy là cái mức độ tập trung của mình, mức độ tập trung để có thể năng suất nhất có thể, học hành năng suất nhất có thể là trong khoảng tầm bao lâu? 2 tiếng hay là các bạn chỉ tập trung tối đa được trong khoảng tầm 1 tiếng 30 phút thì thôi. Đối với Mia nhá, Mia
nếu mà làm việc liên tục thì có thể là tập trung tối đa được trong khoảng tầm 1 tiếng rưỡi, và sau đấy mình cần phải nghỉ xong rồi mới bắt đầu làm việc tiếp. Đó thì cái khoảng mà các bạn có thể tập trung lâu nhất là bao nhiêu? 1 tiếng, 2 tiếng, bao nhiêu thì các bạn hãy thử comment nhé. Ok, rồi, các bạn có thể tập trung cao độ trong khoảng tầm bao nhiêu? Minh Hoàng có comment là 3 tiếng đồng hồ đúng không? Tức là bạn có thể làm việc và học tập trong 3 tiếng đồng hồ liên tục và có thể vẫn là tiếp thu đúng không nào? Có bạn thì comment là 30 phút này, 1 giờ này. Đó, có rất là nhiều những khoảng thời gian khác nhau đúng không? 30 phút, 50 phút này. Đó, thì các bạn hãy để ý những cái này là mỗi một cá nhân sẽ là khác nhau nhá. Các bạn hãy để ý những cái điều đó, cái khả năng tập trung của mình trong bao lâu để có thể là tận dụng nhất cái khoảng thời gian đấy để nghe và được nói listening nhá, nghe và học. Đó, thì đây là cái việc mà micro learning sẽ kiểu come into the picture. Các bạn xác định xem là cái khoảng thời gian mà mình có thể tập trung nghe hiểu tối đa được là bao nhiêu. Ví dụ như là 30 phút chẳng hạn, thì các bạn chỉ dành ra 30 phút đấy để nghe và ví dụ như là nốt từ mới này, rồi học shadowing vân vân. Đó, thì đấy là cái việc cái khái niệm của micro learning nhá. Đối với passive listening thì các bạn nghe bao nhiêu cũng được, nghe cả ngày cũng được, nghe dàn trải không làm sao. Tuy nhiên đối với active listening, mình vừa nghe mà mình vừa học ấy, học từ vựng, học phát âm, học shadowing vân vân, thì các bạn chỉ chọn ra đúng cái khoảng thời gian mà các bạn có thể tập trung tối đa thôi, 30 phút đến 40 phút đó để nghe. Bởi vì nếu như mà các bạn cố gắng quá, kiểu như là quá cố ấy, mà mình cứ nghe trong khoảng tầm 1 tiếng rất là dài và cứ cố gắng nốt từ vựng nhiều chẳng hạn, đó ví dụ như thế, thì đến một lúc nào đấy mình nghe mình sẽ cảm thấy là không thể tập trung được nữa và không thể nào mà vào đầu được nhiều những cái kiến thức nữa, thì nó cũng không hiệu quả. Đó, thì đối với active listening nhá, thì các bạn hãy cố gắng chỉ tập trung vào một cái khoảng thời gian mà các bạn cảm thấy là nó hiệu quả nhất thôi, chia nhỏ thời gian học tập ra. Đó, các bạn có thể nghe một cái audio trong khoảng tầm 20 phút chẳng hạn, dừng lại, nghỉ ngơi, và sau đấy là nốt lại những cái từ vựng mới trong đấy này, những cái phần mà phát âm khó này, nhắc lại theo này, hoặc là shadow theo một đoạn. Đó, thì đấy chính là cái cách micro learning cho active listening nhá, tức là chia nhỏ cái thời gian học của các bạn ra. Mỗi ngày chỉ cần khoảng tầm 30 đến 40 phút học nghe thật là tập trung là ok rồi. Đó, thì các bạn hãy chú ý nhá. Rồi, thì đấy là cái mà mình muốn chú ý về cái phần micro learning cho active listening, chia nhỏ cái thời gian học tập của các bạn ra. Còn về những cái phương pháp active listening ý, phương pháp nghe chủ động, thì mình sẽ nói đến một số những cái phương pháp như sau. Thứ nhất là các bạn chọn một cái tài liệu nghe khoảng tầm 20 phút chẳng hạn, thì hãy lại tiếp tục chia nhỏ thành những đoạn 5 phút, nghe thật là nhiều lần mỗi đoạn đấy. Và sau khi nghe thì các bạn hãy nốt lại những cái từ vựng mới này, những cái từ vựng và collocations, chú ý đến collocations nhé, để học, để nốt lại này. Và sau đấy là học phát âm, đó có thể học shadow theo người ta này, nhắc lại theo người ta những cái đoạn khó, ví dụ là như thế. Thì đấy chính là cái cách mà bạn đang active listening, học học nghe chủ động nhé, tức là vừa nghe và vừa học phát âm, từ vựng, các thứ như thế. Rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút về những cái active listening sources, những cái nguồn học active listening mà các bạn có thể tham khảo nhé. Thì đây, thì đầu tiên đó chính là podcast và movies. Như ở phần trước mình có giới thiệu những cái nguồn học passive listening, cũng có podcast và movies đúng không? Thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể sử dụng đúng những cái nguồn đó để học active listening. Tuy nhiên là có thể là lựa chọn những cái đoạn ngắn hơn chẳng hạn, học chuyên sâu những cái đoạn ngắn và quan trọng hơn. Đó, hoàn toàn có thể học active listening qua podcast và movies nhá. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo, đây là một cái phần rất là mình nghĩ rất là hay này, những cái debate và presentations, những cái video kiểu tranh biện ấy, đặc biệt là những cái academic debate, tranh biện ở trên YouTube này, hoặc là những cái presentation của ví dụ như là TED Talk chẳng hạn. Đó, thì về những cái ví dụ cụ thể thì mình sẽ đi sâu vào sau nhá. Debate này, presentation này. Ngoài ra nữa thì các bạn cũng nên tham khảo những cái academic materials, đó là những cái nguồn học thuật. Như các bạn biết thì trong IELTS tức là cái kiến thức học thuật của mình cần có rất là nhiều. Đó, vì thế nên là khi mà học active listening, các bạn cũng nên tham khảo những cái nguồn học thuật nhá, academic materials. Ví dụ như là TED Talk cũng là một academic materials này, hoặc là những cái nguồn tài liệu nghe IELTS, những cái sách nghe IELTS cũng là được liệt kê vào academic materials mọi người nhá. Ví dụ như là sách listening của Collins hoặc là của Cambridge chẳng hạn.
Rồi, và cái nguồn cuối cùng mình muốn recommend đến cho các bạn đó chính là Guided Learning. Vậy thì Guided Learning là như thế nào? Mình lấy ví dụ nhé, không biết là có bạn nào đã thử tham khảo những cái trang web của VOA Learn English hoặc là Learn English British Council chưa? Đó, nếu mà rồi thì các bạn hãy comment yes nhé. Đã có bạn nào thử làm những cái bài tập của VOA Learning English này, hoặc là British Council này, hoặc là BBC Learn English ấy, những cái website của những cái nguồn uy tín thế rồi đúng không? Yes, yeah. Thì đối với những cái website đấy, người ta sẽ luôn luôn đi kèm những cái bài tập kèm theo mỗi cái file nghe đúng không nào? Thì đó chính là phần Guided Learning, tức là nghe hiểu như thế nào. Đó, thì có thể là những cái trang BBC này, VOA Learn English này, Spotlight English, rồi những cái sách của Collins cũng thế, sách của Collins của Cambridge cũng là những nguồn Guided Learning mọi người nhá. Những nguồn nghe mà có bài tập đi kèm hoặc là có những cái hướng dẫn chi tiết đi kèm thì đó sẽ là Guided Learning. Đó, thì đây là những cái nguồn chung dành cho Active Learning, Active Listening mà các bạn có thể tham khảo. Rồi, và cụ thể ví dụ như thế nào thì mình một lần nữa là mình sẽ đi vào trong một vài phút nữa thôi. Đó, thì mình sẽ đi qua những cái phần tổng quan trước. Thế nhá, thì Active Listening này. Và một lần nữa mình chú ý lại cho các bạn là về phân chia thời gian, thời lượng, phân bổ để học Active Listening ý. Chúng ta không nên nhồi nhét quá nhiều, không nên dành kiểu vài tiếng đồng hồ một ngày vừa nghe và vừa học, nó bị nhiều quá. Đó, chỉ dành ra khoảng tầm 20-30 phút một ngày học thật là chuyên sâu một vài những cái audio thôi là ok rồi. Đó, và chú ý những cái yếu tố như là từ vựng này, phát âm này, shadowing, nói nhại lại theo. Các bạn nhớ, hãy tận dụng luôn những cái nguồn đó để học, học nói luôn. Tức là một công đôi việc đó. Thế nhá, thì đây là Active Listening. Rồi, và bây giờ mình sẽ đến với phần tiếp theo, đó chính là những thông tin liên quan trực tiếp đến IELTS Listening. Rồi, như vừa rồi thì Mia đã đề cập đến hai cái phương pháp mà sẽ giúp các bạn, tức là tăng khả năng nghe tiếng Anh nói chung, đấy là passive listening, nghe càng nhiều càng tốt, rất là nhiều nguồn nghe đó, nghe trong lúc các bạn làm những cái việc khác, nghe tiếng Anh để tạo môi trường tiếng Anh này. Còn thứ hai là active listening, tức là vừa nghe vừa học đó, học từ vựng, học cấu trúc, học phát âm vân vân. Thì khi mà kết hợp hai cái phương pháp đấy thì các bạn sẽ tăng khả năng nghe tiếng Anh rất là cao. Tuy nhiên đối với IELTS listening, khi mà đi sâu vào IELTS listening thì các bạn cũng phải chú ý một số những cái điều như sau để có thể đạt được điểm cao mọi người nhá. Không chỉ là có khả năng nghe tiếng Anh tốt mà còn đạt được điểm cao trong IELTS. Thứ nhất mình muốn rồi, trước khi mình đi vào phần chi tiết ở đây thì mình sẽ hỏi các bạn nhá, test lại một chút về cái hiểu biết của các bạn về IELTS listening này. Một câu rất là đơn giản thôi, IELTS listening có mấy part hoặc là mấy section, có mấy phần? Nhanh tay comment, rất là dễ. Có mấy phần nào? 3 phần đúng không? 3 parts hay là 4 parts hay là 5 parts như nào nhỉ? Rồi, Mia thấy có rất là nhiều bạn có câu hỏi nhá, thì phần Q&A session ở cuối live này mình sẽ cố gắng giải đáp hết. Ok, rồi, IELTS listening có 4 parts đúng không? 4 hoặc là 4 sections. Đó, rồi chúng mình sẽ đi cùng từng section nhá. Nếu mà các bạn muốn làm IELTS listening tốt thì các bạn cần phải hiểu rất là rõ từng phần và những cái yêu cầu của từng phần là như thế nào, chưa kể những dạng bài chi tiết nữa. Phần 1 này, phần 1 thì các bạn nghĩ nó sẽ là về cái gì? Thứ nhất là dialogue hay là monologue đã. Phần 1 là gì nhỉ? Và những về những chủ đề như thế nào? Phần 1 sẽ là những chủ đề về daily life hay là chủ đề academic? Đó, mình thử hỏi chủ đề đi. Phần 1 sẽ là academic hay là daily life? Chủ đề như thế nào nhỉ? Rồi, Hoàng luôn luôn có cái câu trả lời rất là nhanh này. Alright, listening phần 1 sẽ là dialogue về những cái chủ đề quen thuộc đúng không nào? Rồi, khi mà đến phần 2 đây thì Mia sẽ show luôn cho các bạn nhé. Đây, phần 1 là everyday English conversation, tức là những cuộc hội thoại nó casual thôi, nó dễ thôi, đúng không nào? Và đến phần tiếp theo thì các bạn sẽ có một cái monologue, một cuộc độc thoại của một người nói về một chủ đề bất kỳ nào đấy. Đây, như phần này mình đang ghi nhớ thì cái bảng này mình đã lấy trên trang web của IDP này, các bạn có thể tham khảo. Phần thứ 3 sẽ là một cuộc nói chuyện, conversation giữa 2 đến 4 người về một chủ đề học thuật nào đó trong một cái academic setting. Đó, ví dụ như là một lecturer, một giảng viên nói chuyện với học sinh của mình, sinh viên của mình về một bài dự án nghiên cứu chẳng hạn, hay là một bài thuyết trình, đó vân vân. Và cuối cùng, trong phần 4 thì chúng ta sẽ có một cái monologue, một cuộc độc thoại mang tính chất học thuật rất là cao.
Đó, vậy thì như các bạn có thể thấy thì IELTS listening, các bạn ở đây không nhìn rõ đúng không? Đấy, thì trong IELTS listening người ta sẽ những cái chủ đề hỏi nó rất là đa dạng đó, từ daily life này cho đến academic, từ casual cho đến học thuật luôn. Thì các bạn phải hiểu rất là rõ từng phần sẽ hỏi như thế nào và sẽ có những cái dạng bài như thế nào. Đó, thì cái tip đầu tiên đấy là các bạn phải hiểu rõ về cấu trúc của IELTS listening. Thứ hai nữa là một cái tip nữa mà mình nghĩ là các bạn cần biết để học IELTS listening cho hiệu quả, đó chính là học từ audio script. Tức là khi mà các bạn nghe hoặc là các bạn làm đề, các bạn không chỉ nghe và làm bài tập không mà chúng ta còn phải tận dụng cái audio script đấy nữa. Thì mẹ muốn có một câu hỏi cho các bạn nhá. Bình thường khi mà các bạn làm IELTS listening ý, thì các bạn nghe một audio mấy lần khi mà các bạn luyện tập thôi? Tất nhiên là trong phòng thi chúng ta chỉ được nghe một lần, nhưng mà khi mà luyện tập thì các bạn sẽ nghe mấy lần? Đó, trung bình là các bạn sẽ nghe một cái audio mấy lần? Thì các bạn hãy thử comment nhá. Rồi, bình thường trung bình một cái audio trong IELTS listening ấy thì các bạn sẽ tận dụng nó, nghe lại nó mấy lần? Đó, 2 đến 3 lần đúng không? Rồi, 2 đến 3 lần chính xác rồi. Và 2 or 3 times, okay, that's good. Đúng rồi, thì chúng ta không nên chỉ nghe một lần, mà như rất là nhiều bạn nói đây thì nghe 2, 3 lần, thậm chí là đến 4 lần cho đến khi mà mình hiểu được chi tiết từng cái, thứ nhất là lỗi sai và những cái phần khác như thế này. Đầu tiên nhá, audio script này, chú ý đầu tiên là sau khi các bạn nghe nhiều lần rồi thì các bạn đối chiếu với cái script, tức là cái bản ghi chép lại lời thoại để check understanding, là thứ nhất là để hiểu rõ được là từng câu vì sao đáp án lại như thế, và đặc biệt là chú ý thật kỹ vào những cái phần mà các bạn làm sai đó, mistakes, và hiểu rõ về nội dung vì sao đáp án lại như vậy. Tiếp theo các bạn hãy tận dụng audio script đấy để check pronunciation. Pronunciation là một phần rất là quan trọng nhất, tại vì là mình có để ý là trong IELTS listening có rất là nhiều bạn mắc rất là nhiều lỗi đáng tiếc, bởi vì thứ nhất là phát âm chưa chuẩn, phát âm của mình chưa chuẩn. Thì khi mà mình nghe phát âm của người bản xứ ở trên cái audio đấy mà chuẩn thì chắc chắn là có thể là đâu đấy sẽ không nhận ra đấy là từ nào, đúng không nào? Ví dụ như là mình lấy vì một cái ví dụ điển hình nhá, là cái từ vehicle ấy. Vehicle là phương tiện đó. Thì có rất là nhiều, có một số bạn có thể phát âm từ đó là vehicle hay là vehicle gì đó. Thì nếu khi mà nó sai, khi mà mình không có phát âm chuẩn, thì khi mà nghe phát âm của người bản xứ chuẩn trên audio, mình cũng sẽ không thể nhận ra được. Và đấy cũng chính là một trong những cái lỗi sai mà khiến bạn rất là dễ mất điểm trong IELTS listening. Vì thế nên là các bạn hãy tận dụng audio script và cái audio đấy để luyện phát âm luôn. Đó, một lần nữa là một công đôi việc, khi mà học listening thì các bạn luyện luôn speaking, luyện luôn phát âm của mình. Tiếp theo các bạn hãy tận dụng audio và audio script để học vocabulary và paraphrasing. Đó, cái phần học từ vựng này rất là quan trọng, và đặc biệt là cái phần paraphrase nhá. Như mọi người biết thì IELTS trong cả 4 kỹ năng đều test cái khả năng paraphrase rất là nhiều, đúng không nào? Những cái câu từ ở trong audio này, những cái câu từ trong bài đọc này được paraphrase gần như là phải đến 80% trong những câu hỏi, đúng không nào? Đó, nên là các bạn nên tận dụng cái audio script đấy để học vocabulary và cách paraphrase luôn. Và một cái tip cho các bạn nhé, khi mà học vocabulary và paraphrase này thì mình thường sẽ có một cái cách học như sau. Đây thì mình sẽ lấy thử một ví dụ nhé. Ok. Thì mình thường nhá, mình sẽ kẻ hai cái bảng. Đây thì mình sẽ viết tạm ở đây. Mình sẽ kẻ hai cái bảng keywords như thế này. Keywords in passage and keywords in question. Alright, chữ mình hơi xấu một chút nhưng mà mình sẽ mô phỏng cho các bạn một chút. Thì mình sẽ kẻ hai cái bảng như thế này nhá. Sau khi nghe mỗi một audio hoặc là sau khi đọc mỗi một bài đọc, mình sẽ kẻ một cái bảng. Một cột mình sẽ ghi là keywords in the question. Đó, một cột mình sẽ ghi là keywords in the question, những cái từ khóa trong câu hỏi. Và một cột bên cạnh mình sẽ ghi là keywords in the audio hoặc là keywords in the reading passage. Và mình sẽ đối chiếu những cái từ tương đồng như thế với nhau. Và chính từ những cái bảng đấy thì mình sẽ học được cách paraphrasing rất là hiệu quả. Đó, chúng ta học vocabulary và học cách paraphrase ngay từ trong những cái audio đấy mọi người nhá. Thì đấy là cách, một cái tip học listening và học cả reading nữa rất là hiệu quả. Thì hãy kể bằng keywords như vậy nha. Đối chiếu những từ khóa trong câu hỏi và đối chiếu chúng với những từ khóa trong audio hoặc là trong bài đọc. Đó, rồi, đấy là tip thứ 3 nhá. Ok, đấy là tip thứ 3 là học vocabulary và paraphrasing qua cái audio script này.
Đó thì đấy là một số những cái tip của mình để các bạn có thể cải thiện kỹ năng nghe mà liên quan trực tiếp đến listening. Cũng như là cách mà các bạn có thể tận dụng được những cái audio đấy khi mà các bạn luyện đề một cách hiệu quả nhất nhá. Alright, rồi thì chúng ta đã đi qua 3 phần chính. Thứ nhất là phần passive listening này, thứ hai là active listening và thứ ba là những cái tips để luyện listening trong IELTS hiệu quả. Vậy thì bây giờ Mia sẽ đến với phần tiếp theo, đấy chính là một số những cái nguồn nguồn nghe mà mình recommend các bạn cho cả ba phần passive này, active và IELTS listening nhá. Thứ nhất là về những cái YouTube channel này. Thì YouTube là một cái nguồn rất là tốt để luyện nghe đúng không nào? Thì mọi người hãy thử comment những cái kênh YouTube mà mọi người hay sử dụng để nghe tiếng Anh nhá. Thì sau đấy thì mình sẽ recommend cho các bạn một số những cái nguồn mình thấy rất là hiệu quả. Các bạn hãy tự thử comment mấy cái YouTube channel mà các bạn yêu thích nhá. Ok. Hi. Để Mia xem là có những bạn nào. Rồi. Mọi người hãy cứ comment nhé. Hiện tại mình cũng chưa nhìn thấy comment nào về cái kênh những cái kênh YouTube mà các bạn yêu thích. English Speeches này, The Ellen Show rồi, những cái TV show, talk show của nước ngoài là những cái nguồn nghe cũng rất là tốt này, TEDx, đúng rồi, TED Talk vân vân, English Speaking Success này, Nas Daily, là một cô giáo mà mình cũng rất là thích này. Thì bây giờ Nha sẽ gợi ý cho các bạn một số những cái nguồn mà có thể là có một số bạn chưa biết nhá. Thì có một cái kênh YouTube gần đây mình có encounter, mình có gặp đấy là cái kênh YouTube To Fluency này. Đó, To Fluency nhá. Thì đây mình sẽ để gần đây cho các bạn nhìn thấy rõ này. Đó, To Fluency thì mình sẽ mở mở luôn cái kênh YouTube. Đó, Learn English with TV Series thì chắc chắn là Mia nghĩ là có nhiều bạn cũng quen thuộc rồi đúng không nào? Thì trong cái kênh YouTube của Learn English with TV Series này thì người ta sẽ trích dẫn, trích rất là nhiều những cái đoạn phim ấy và người ta phân tích kỹ từng những cái features, những cái đặc điểm, những cái đặc tính về phát âm từ vựng các thứ trong đấy để các bạn học rất là fun luôn. Đó thì đây là bốn nguồn nghe YouTube channel cho trình độ beginner này và lower intermediate mà mình recommend nhá. Riêng kênh YouTube của anh To Fluency này thì mình nghĩ là cũng phù hợp luôn cho cả những bạn mà hơi advanced hơn một chút, tại vì có những cái technique, những cái tips rất là hay liên quan đến việc nói trôi chảy như thế nào và những cái kỹ thuật khi nói và nghe mọi người nha. Alright, rồi thì đấy là một số những cái nguồn nguồn YouTube channel mà mình recommend nhá. Thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại cái live này nếu mà xem lại cái live này nếu mà các bạn muốn chưa nốt lại được các nguồn này. Rồi, và tiếp theo một phần rất là quan trọng nữa mà mình nghĩ các bạn cần trau dồi khi mà học IELTS. Đó, khi mà học tiếng Anh không nhá, học tiếng Anh mà bình thường ấy thì những cái kênh này là có thể là đủ rồi. Nhưng mà tuy nhiên là đối với những bạn trình độ cao hơn này hoặc là những bạn mà thực sự là muốn đạt điểm cao trong IELTS listening thì các bạn cần phải tham khảo những cái nguồn nó nâng cao và nó mang tính học thuật hơn, tức là những cái advanced in academic sources. Đó, một số những cái YouTube channels mà mình recommend cho phần này. Thứ nhất nhá, đó là TED. Rồi, thì về TED mình biết là cái này nó rất là phổ biến rồi. Tuy nhiên là gần đây Mia cũng nghe một số bạn nói là nghe TEDx thì có thể là TEDx, TED Talk ấy thì có thể là hơi chán này và không phù hợp với các bạn ý lắm. Tuy nhiên theo mình nghĩ thì là vấn đề ở đây là các bạn chưa khai thác hết được cái nguồn của TED Talk. Tại vì thực sự là những cái video và những cái nguồn nghe của TED Talk nó rất là bao la. Bất kể là bạn interested, bạn hứng thú với cái chủ đề nào trên TED đều sẽ có cả. Đó, cái chính là chúng ta cần phải research trên hoặc là website của ta này hoặc là YouTube channel của ta. Các bạn hoàn toàn có thể đánh type TED TED Talk này kèm theo cái chủ đề mà các bạn muốn, ví dụ như là TED Talk about teenage psychology chẳng hạn, về tâm lý của trẻ vị thành niên chẳng hạn. Đó, thì hãy cố gắng khai thác cái trang TED này nhá. Và đồng thời trên website của TED thì người ta cũng có những cái bản transcript để các bạn học theo. Đó, học theo transcript như là mình nói ở phần trước cũng rất là hiệu quả. Rồi, tiếp theo đối với những cái nguồn mà advanced và học thuật này thì có rất là nhiều những cái channel mà các bạn có thể tìm mà phù hợp với sở thích của các bạn. Mình lấy ví dụ một số những channel này nhá. Nếu mà những bạn nào mà hứng thú với science chẳng hạn, về khoa học thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo kênh ASAP Science này. Đó, ASAP Science nhá, ASAP Science này. Còn những bạn nào mà hứng thú với ví dụ như là kinh tế
Đó, kênh đấy thì có thể nghe hoặc là xem những cái video của The Economist YouTube channel nhá. The Economist. Đó, mình biết là rất là nhiều những cái nguồn nghe website có thể là phải mất tiền hoặc phải subscribe mới có thể xem được. Tuy nhiên là trên YouTube nhá, trên YouTube thì nguồn vô vàn luôn. Các bạn hãy thử nhá. Rồi, The Economist cho những bạn nào thích về kinh tế này, hoặc là như Mia nhá, là Mia rất là thích nghe xem những cái video về fashion, về thời trang đó, thì mình thường xem những cái video của Vogue. Đó, Vogue Magazine là một cái trang mà một channel mà mình nghĩ là không chỉ là rèn luyện được khả năng nghe của mình mà còn tức là còn gain được rất là nhiều những hiểu biết về thời trang nữa. Đó thì đây là một cái YouTube channel cho những bạn nào mà yêu thích thời trang này và vừa muốn rèn luyện khả năng nghe. Còn thêm nữa thì mình cũng có lấy một ví dụ về những bạn nào mà thích tâm lý học ấy. Thường gần đây thì mình cũng có nói chuyện một số bạn học sinh mà thích về cái ngành tâm lý học này chẳng hạn, thì các bạn có thể tham khảo cái YouTube channel của Psych2Go nhá. Đây, Psych2Go là một cái nguồn nghe liên quan đến tâm lý học rất là hay. Đó, thì các bạn hãy cố gắng tìm tòi xem là cái sở thích, yêu thích của mình là gì và tìm những cái video mang tính học thuật để nghe và học theo. Đó, và tìm được những cái video mà có transcript này hoặc là có sub này để mình học active listening thì càng tốt mọi người nhá. Rồi, thì đây là một số những cái nguồn mà mình recommend cho advancement academic. Đó, đấy, có Thảo Vi ở comment là Psych2Go hay đúng không? Mình nghĩ là cái trang Psych2Go cũng là một trang rất là mới lạ, thú vị và hay ho, đặc biệt là cho những bạn nào mà thích tâm lý học này hoặc là vừa muốn tìm hiểu về cái ngành mình thích mà vừa luyện listening. Đó, thì các bạn hãy chú ý nhá. Rồi, thì đây là những cái nguồn về advanced in academic này. Còn đây, audiobooks như mình nói lúc nãy là sách nói ấy, để luyện nghe thụ động và chủ động ấy, nghe thụ động. Sorry, thì sẽ là cái trang LibriVox này mọi người nhá, LibriVox đó. Nhưng lúc nãy là mình có bật cái trang website để cho mọi người xem á, thì các bạn chỉ cần ấn vào cái phần genre and subjects, những cái chủ đề mà các bạn yêu thích, chọn chủ đề và chọn sách download về và nghe, ví dụ như trước khi mỗi khi đi ngủ này chẳng hạn, thì là được nhá. Thì đây là một cái nguồn luyện passive listening nghe thụ động khá là tốt. Rồi, ngoài ra thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số những cái nguồn tài liệu nghe dành riêng cho IELTS mọi người nhá. Thì trong tất cả những cái video của mình thì mình thường giới thiệu hai cái nguồn tài liệu này. Thứ nhất là cuốn Get Ready for Listening của Collins này, cho những bạn mới bắt đầu, ví dụ như là dưới 3.0. Lúc nãy Mia thấy có một số bạn hỏi là dưới 3.0 thì xem những cái gì ý. Thì đây, cái sách Get Ready for IELTS Listening này là một cái nguồn rất là phù hợp cho các bạn ở những cái trình độ thấp như thế, trình độ A2, 3.0, 4.0 đó. Và sau khi đã lên một chút rồi, 5.0 gì đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái cuốn Listening for IELTS của Collins. Và thì đây là hai cái bộ của Collins mình nghĩ rất là hiệu quả nhá. Và đặc biệt hơn nữa, nếu mà các bạn là học viên của IELTS Fighter khóa Fighter A thì ngoài sách giáo trình của IELTS Fighter thì các bạn cũng sẽ được phát sách Listening for IELTS của Collins miễn phí này. Đó như là một cái sách bổ trợ. Thì đây là hai cái nguồn cho hai trình độ beginner này và intermediate mà mình recommend mọi người nhá. Hai cái sách listening của Collins. Ngoài ra thì mình cũng rất là recommend các bạn tham khảo cái bộ Complete IELTS này. Complete IELTS này của Cambridge thì thực sự là chuẩn chỉnh, không cần phải nói rồi, thì mà nó chia được 3 trình độ này, trình độ từ 4 đến 5.0 này, từ 5.0 đến 6.5 và cuối cùng là từ trình độ 6.5 đến 7.0 trở lên. Đó thì mọi người thì các bạn có thể tham khảo cái trang này nhá. Đây. Ở đây có một kênh YouTube channel nữa mình recommend, đấy là The IELTS Listening Test nhá. The IELTS Listening Test sẽ có những cái bài tập listening cụ thể và chữa listening cụ thể. Đó thì các bạn có thể tham khảo trong YouTube channel đấy. Còn cái trang cuối cùng mà mình recommend cho các bạn đấy là cái trang Practice PTE Online này. Đây là một cái nguồn luyện listening cực kỳ là dồi dào luôn. Đó, có rất là nhiều, hình như là có phải đến 200 listening test cho các bạn luyện tập trên cái trang này. Đó, thì bây giờ mình có để link ở đây rồi, thì mình sẽ thử bật cái link đấy cho các bạn xem nhá. Thường là Mia cũng trước mình cũng luyện tập nhiều trên trang này. Đây, IELTS Master Practice PTE. Đó, Practice PTE Online. Thực ra nhá, nếu mà các bạn Google IELTS Master Listening thì cũng sẽ ra cái trang này. Đó, như các bạn thấy là có đến gần 200 listening test cho các bạn listening thì cũng sẽ ra cái trang này. Đó, như các bạn thấy là có đến gần 200 listening test cho các bạn luyện tập
rất là nhiều luôn và rất là đa dạng cái dạng bài. Và trên cái trang IELTS Master Listening này thì cũng sẽ có cả rất là nhiều những đề học reading nữa. Thì các bạn hãy thử tham khảo cái này nhá, đây có rất là nhiều test đây. Thì đấy là một số nguồn mà luyện IELTS Listening mà mình recommend cho các bạn. Đó, và ngoài ra như mình nói lúc nãy thì có cái YouTube channel IELTS Listening Test này cũng có rất là nhiều đề listening và chữa listening kỹ. Rồi nhá, thì đó là tất cả những cái gì mà những cái thông tin chính, những cái technique cũng như là những cái nguồn luyện listening cũng như là IELTS listening mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Thì chúng ta tổng kết lại một chút nhá, thì các bạn hãy chú ý là để nghe được tốt này thì chúng ta cần phải kết hợp, thứ nhất là để nghe được tốt nhá, và để đạt được điểm cao trong IELTS listening thì chúng ta thứ nhất là phải kết hợp giữa passive listening này. Passive listening thứ nhất là create an English speaking environment for you, for yourself. Nghĩa là phải đắm chìm trong một cái không gian, một cái môi trường nói tiếng Anh thật là nhiều, nghe tiếng Anh nhiều nhất có thể qua thứ nhất là phim ảnh này, podcast này, rồi audiobooks đó, sách nói nhá. Ngoài ra thì các bạn cũng phải chú ý đến active listening, vừa nghe vừa học. Đó, và một số những cái active listening source đó chính là ví dụ như là những cái nguồn học thuật này, rồi những cái trang mà có bài tập đi kèm những cái audio nghe. Đó, và với IELTS listening thì các bạn hãy chú ý một số những cái ví dụ một số những cái tips như là học thật kỹ những cái audio này, sử dụng audio script để học sâu hơn, và một số những cái nguồn mà mình đã recommend ở trước rồi mọi người nhá. Ok, thì bây giờ Mia sẽ dành thời gian để trả lời một số những cái câu hỏi mà các bạn có. Thì đây sẽ là cái phần Q&A session cho các bạn nhá. Thì có rất là nhiều bạn khen cái trang Psych2Go đúng không nào? Mia nghĩ đây cũng là một cái channel rất là hay mà các bạn có thể trau dồi không những là kiến thức về học thuật mà còn luyện listening, khả năng nghe tiếng Anh, đặc biệt là liên quan đến học thuật rất là tốt. Ok rồi, thì bây giờ Mia sẽ trả lời một số câu hỏi các bạn có nhé, các bạn hãy cứ comment nhá. Minh Vũ có hỏi là nên dùng destination hay là bộ vocabulary grammar của Cam. Rồi, nếu mà Vũ đang ở khoảng tầm beng 4.0 ấy thì mình nghĩ là bạn có thể là nếu mà cuốn vocabulary for IELTS có thể là hơi khó đối với bạn nếu mà bạn đang là 4.0 thì bạn có thể thử sức nhá. Cái cuốn vocabulary for IELTS của Cambridge là dành cho những bạn khoảng tầm 5.0 đến 5.5 trở lên. Tuy nhiên nếu mà bạn cảm thấy là đọc qua cái cuốn đấy mình có thể theo được thì cũng có thể tham khảo luôn cái cuốn vocabulary for IELTS nha. Còn không thì mình nghĩ là học xong destination rồi move on to vocabulary for IELTS cũng được. Đó, thì hãy thử xem là trình độ cái khả năng học của mình đối với hai cái cuốn đấy như thế nào nhá. Huệ Linh có hỏi là thứ bảy Linh thi rồi và có thể xin một số để có thể bình tĩnh. Thực sự là nếu mà thứ bảy thi rồi tức là còn có 2-3 ngày nữa thôi đúng không, thì Linh hãy cứ tức là đừng stress quá nhiều, đừng cố gắng nhồi nhét quá nhiều học, đặc biệt là mà cứ tức là đừng cố gắng nhồi nhét quá nhiều nhé. Còn có cũng 2-3 ngày nữa thì mình nghĩ là có học thêm thì cũng không vào đầu được nhiều đâu, thì hãy cứ thoải mái này, đi ngủ sớm trước khi thi và làm tốt nhất có thể đấy nhá. Chúc bạn may mắn. Ok, rồi mình sẽ thử go through những cái câu hỏi ở trên Facebook xem sao nhá. 4.0 học thế nào và bao lâu để đạt được 7.0 trở lên. Rồi Vi có hỏi về 4.0 đúng không? Ok, thì 4.0 mình nghĩ là đang ở trình độ tức là lower intermediate một chút. Thì thứ nhất Vi, nếu mà Vi tự học nhá thì Mia nghĩ là bạn có thể tham khảo những cái bộ sách của Collins ý, cái bộ mà Listening for IELTS, Reading for IELTS, Speaking for IELTS, Writing for IELTS của Collins là một này, bộ Complete IELTS của Cambridge là hai. Còn nếu mà tự học mà lên được 7.0 thì mình nghĩ chắc là mất khoảng tầm hơn một năm rưỡi gì đấy. Tuy nhiên là nếu mà bạn có cái guide, có ví dụ như guided learning như mình nói lúc nãy, có đặc biệt là với hai kỹ năng speaking và writing thì mình nghĩ cái thời gian này nó sẽ rút ngắn được một chút, khoảng tầm 8 đến 10 tháng gì đấy. Ok. Rồi. Các bạn hãy cứ comment tiếp nhá. Alright, do you guys have any questions? Đây là Q&A session, nên là Mia sẽ giải đáp tất cả những cái câu hỏi mà các bạn có, đặc biệt là liên quan đến hai kỹ năng listening và speaking nhá. Thì mình xem, lúc nãy có một số bạn cũng có câu hỏi nhưng mình chưa kịp trả lời này. Um,
từ vựng tiếng Anh đúng không? Từ vựng tiếng Anh thì rồi, bạn Tân ở trên YouTube có hỏi về cách học từ vựng tiếng Anh. Từ vựng tiếng Anh có quá là nhiều đó, và cách học từ vựng tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả thì tháng trước mình có một cái livestream về cách học từ vựng bằng việc phân biệt giữa active vocab, từ vựng chủ động và từ vựng thụ động, thì bạn có thể xem lại nhé. Và trước mình cũng có một cái workshop về việc xây vốn từ vựng và luyện từ vựng như thế nào cho hiệu quả trên YouTube, thì bạn hãy thử check out cái workshop đấy. Mình cũng như là thầy Mr. Chiều, Mr. Kelvin ấy cũng đã giải thích rất là rõ về việc lựa chọn từ vựng như thế nào và làm thế nào để tận dụng tối đa một cái nguồn từ vựng mình có nha. Ok, chính có hỏi một câu đấy là không dịch kịp nhưng đọc sắp English thì dịch lẹ hơn. Rồi, có một lưu ý mình có cho các bạn khi mà luyện listening nhá, là chúng ta hãy tránh đừng có thói quen dịch nhá. Khi mà các bạn nghe listening, ví dụ là xem video hay các thứ mà các bạn bật English sắp ấy, thì các bạn hãy cố gắng là nếu mà các bạn là người mới bắt đầu nhá, thì có thể là tham khảo Việt sắp đầu tiên, sau đấy là bật English sub sau. Đó, chúng ta hiểu qua được nội dung đã rồi chúng ta mới xem lại với English sub. Còn khi mà các bạn đã xem với English sub rồi thì chúng ta hãy cố gắng đừng vừa nghe vừa đọc và vừa dịch, mà hãy tức là luyện cái khả năng theo cái dòng suy nghĩ của người ta ấy, đừng tức là khả năng nghĩ bằng tiếng Anh các bạn ạ. Đừng cố gắng dịch mọi người nhá. Nếu mà chúng ta có thói quen dịch nhiều là thứ nhất là cái khả năng nghe dùng tiếng Anh cũng sẽ không được tăng nhiều mọi người nhá. Vậy thì cái vấn đề của chính đang có về dịch không kịp ít, thì mình nghĩ là các bạn cứ luyện tập nghe với English sub thật nhiều, nghe với sub tiếng Anh thật nhiều, và hãy cứ để mình hiểu theo người ta thôi. Đó, nghe thật nhiều lần, nghe nhiều lần cũng được, nhưng mà hãy đừng có thói quen là vừa nghe vừa dịch mọi người nhá. Alright. Rồi, Mia sẽ xem một số những câu hỏi khác nhé. Thủy Tiên có hỏi là 5.0 nên tập trung luyện với các dạng câu hỏi có trong listening rồi muốn luyện đề đúng không ạ? Tháng 3 năm sau. Rồi, Thủy Tiên, nếu mà Tiên đang ở trình độ khoảng tầm 5.0 ấy, những bạn nào đang ở trình độ 5.0 khoảng tầm đó, thì mình nghĩ là vẫn nên tập trung luyện tập theo các dạng bài, chia nhỏ các dạng bài của listening ra để học trước, trước khi luyện đề chuyên sâu. Tất nhiên là các bạn có thể bao gồm luyện đề, ví dụ như luyện đề một tuần một lần chẳng hạn. Tuy nhiên cái phần lớn thời gian các bạn học, nếu mà các bạn đang ở trình độ 4.0, 5.0 thì vẫn nên học theo dạng bài trước mọi người nhé, vẫn nên chia nhỏ dạng bài trước. Rồi chúng ta có thể là luyện đề chuyên sâu sau. Đó. Còn từ 5.0 lên 7.0 mà tháng 3 năm sau thi là có khoảng tầm thì nếu mà bạn học mà tất cả các kỹ năng khác, đặc biệt là kỹ năng speaking và writing, thì mình nghĩ là khoảng tầm tháng 4, tháng 5, tháng 6 gì đấy lên 7.0 là có thể nhá. Còn mình nghĩ là có thể, nhưng mà thực sự là mình phải học thật là intensive cả bốn kỹ năng, đặc biệt là hai kỹ năng speaking và writing nhá. Tại vì là cái khoảng mà khi mà các bạn được 5.0 rồi thì mình nghĩ là lên khoảng tầm 6.0 là chúng ta cũng khá là dễ dàng. Tuy nhiên mà để bứt phá lên được khoảng tầm 7.0, 7.5 trở lên thì hai kỹ năng chủ động của các bạn speaking và writing thực sự là cần phải cải thiện rất là nhiều, và cần có những cái kỹ thuật để nâng bên điểm hai cái kỹ năng đó. Tại vì mức 7.0 trở lên là một cái mức là các bạn đang ở good user rồi đúng không? Là một người có khả năng tiếng Anh tốt rồi. Đó thì nó sẽ hai kỹ năng speaking và writing của các bạn cũng sẽ được cải thiện rất là nhiều. Tri Ân Tuần Lễ Vàng, ok, bạn có hỏi là dịch không kịp để hiểu nội dung video đọc cả. À, đây là cái câu hỏi mình vừa giải đáp lúc nãy, đó là khi mà nghe thì các bạn hãy đừng có thói quen dịch nhá. Hãy nghe với English sub, mình recommend là nghe với English sub. Và nếu mà không hiểu được nội dung, không theo kịp nội dung thì các bạn hãy nghe đi nghe lại nhiều lần, hoặc có thể là đọc transcript bằng English, bằng tiếng Anh. Đó, đọc transcript bằng tiếng Anh, vừa đọc transcript vừa nghe cũng được. Tuy nhiên là đừng có thói quen là vừa nghe vừa dịch ra tiếng Việt mọi người nhá. Hãy hạn chế cái thói quen đó. Nghe đi nghe lại nhiều lần với English sub, và vừa nghe và vừa đọc English transcript là một cái cách luyện listening mình nghĩ là khá là hiệu quả. Và vừa đọc English transcript là một cái cách luyện listening mình nghĩ là khá là hiệu quả. Đó, để luyện khả năng tức là suy nghĩ bằng tiếng Anh luôn. Chia thời gian học tầm bao nhiêu tiếng thì là intensive. Tiên nhá, thì mình nghĩ là về cái việc phân bổ thời gian mà để tập trung ôn luyện thi intensive ý, thì mình nghĩ là bạn nên dành ra ít nhất là
3 ngày một tuần, mỗi ngày khoảng tầm 2 đến khoảng tầm 2 tiếng để học, tức là tập trung tối đa học IELTS, học theo kỹ năng, ví dụ như là thứ hai tư sáu bạn thứ hai thứ sáu các bạn bạn chia quỹ thời gian của mình ra học IELTS chẳng hạn, thì thứ hai trong 2 tiếng đấy các bạn có thể học listening và speaking này, thứ tư 2 tiếng thứ tư các bạn có thể học chuyên sâu reading và writing, thứ sáu thì các bạn có thể tập trung ví dụ như là luyện đề hoặc là luyện những cái dạng writing hay là speaking mà bạn còn yếu, và những cái ngày còn lại thì các bạn có thể bổ trợ thêm những cái kỹ năng, ví dụ như là writing thì các bạn có thể là đặt mục tiêu ví dụ một ngày viết được khoảng tầm một bài task one và một bài task two chẳng hạn. Đó thì mình nghĩ là tối thiểu nhá, tối thiểu phải dành ra 3 ngày, mỗi ngày từ 2 đến 3 tiếng đi học IELTS thật là kiểu là intensive, tập trung tối đa vào IELTS, còn những ngày còn lại thì các bạn có thể dàn trải ra luyện tập những cái kỹ năng khác mà các bạn còn yếu. Đó. Tuy nhiên là nên dành ra khoảng tầm 6 đến 10 tiếng thật là tập trung cho IELTS trong một tuần nhá. Luyện speaking thì nên nghe nguồn Anh hay Anh Mỹ. Mình nghĩ là về cái accent ấy thì các bạn nên luyện tập theo cả hai accent nhá, cả Anh và Anh Mỹ, tại vì bản thân trong live nhiều accent khác nhau, Anh có, Anh Mỹ có, mọi người nhá. Nên nên luyện tập theo nhiều accent. Có một bạn hỏi là speaking part 2 mà go off topic một xíu thì có biết chưa? Mình nghĩ là cái một xíu đấy như thế nào thì và cái cách các bạn triển khai cái ý mà nó bị off topic đấy như thế nào nó sẽ matters nhá. Còn về bị trừ điểm nhiều hay không thì mình nghĩ là nếu mà có bị trừ điểm thì cũng trừ điểm ở cái tiêu chí là vocabulary, grammar, pronunciation. Rồi mình nghĩ là nếu mà off topic nhưng mà các bạn vẫn có khả năng triển khai cái ý của mình một cách mạch lạc này, logic này, phát âm tốt này, từ vựng và ngữ pháp tốt thì sẽ không bị trừ điểm nhiều đâu mọi người nhá. Trong những cái bài speaking part 2 mà các bạn cảm thấy là đề lạ hoặc là đề nó không không quen thuộc với các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể go off topic một chút. Đó, tuy nhiên là phải make sure là triển khai một cách thật mạch lạc và chuẩn thì sẽ ít có khả năng bị mất điểm hơn. Đó. Ok rồi, có một bạn hỏi là speaking như thế nào mới đem điểm cao và có phải nói hoa mỹ hay là màu không? Thì mình nhắc lại một chút về bốn cái tiêu chí speaking nhá. Thứ nhất là fluency and coherence là độ mạch lạc và trôi chảy này. Thứ hai là vocabulary hay là lexical resources là khả năng và sử dụng vốn từ vựng của các bạn. Grammar này và cuối cùng là pronunciation. Thì cái việc nói hoa mỹ hay là làm màu mình nghĩ là cũng không nên nhá. Cái việc nói hoa mỹ hay là màu thường là nó sẽ nằm trong vấn đề về lexical resource, sử dụng từ vựng đúng không nào? Tuy nhiên các bạn có thể thấy là cái phần từ vựng nó chỉ chiếm 1/4 trong bốn cái tiêu chí đấy thôi, lexical resource, nên là chúng ta nên tập trung sử dụng từ vựng sao cho thật chuẩn về ngữ cảnh này, chuẩn cách sử dụng từ vựng, cách sử dụng collocation và những cái tiêu chí khác cũng phải đảm bảo nữa thì mới có thể đạt điểm speaking tốt, chứ mình cứ hoa mỹ làm màu dùng quá nhiều từ khó thì Mia nghĩ là không cần thiết và thậm chí là không nên mọi người nhá. Lexical resource chỉ chiếm 1/4 số điểm trong IELTS speaking thôi, nên là các bạn hãy đừng có tập trung quá nhiều vào phần từ vựng. Ok. Rồi mình sẽ xem một số chữ làm sao để luyện phát âm có hệ thống. Ok rồi, thì để nếu mà những bạn nào mà mới bắt đầu ấy thì Mia recommend là bắt đầu bằng việc sử dụng từ điển sao cho nó thông minh nhất. Thì cái việc sử dụng từ điển ấy thì mình recommend các bạn sử dụng hai cái nguồn từ điển, một là Oxford hoặc là Cambridge. Thì khi mà các bạn sử dụng hai nguồn từ điển đấy thì sẽ có thứ nhất là phiên âm IPA này. Các bạn hiểu được phiên âm IPA thì cái việc học phát âm sẽ được hệ thống hơn rất là nhiều. Và thứ hai là phát âm mẫu theo cả hai giọng Anh và Anh Mỹ. Đó, thì các bạn hãy tận dụng hai cái nguồn từ điển đấy để học hai yếu tố đó mọi người nhé, về phiên âm này và cách phát âm của từng âm như thế nào, và đồng thời đương nhiên là về tra nghĩa rồi các tra cách dùng từ nữa. Thì hãy chú ý sử dụng hai cái từ điển đấy khi mà kể cả nếu là các bạn là người mới bắt đầu để học phát âm sao cho thật bài bản nhé, chú ý đến phần IPA nha. Vũ có hỏi là luyện theo sách hay theo từng kỹ năng và nên phân bổ như thế nào, thì cái này cũng phụ thuộc vào cái trình độ của Vũ nữa nhá. Thì mình nghĩ là nếu mà bạn kể cả bạn là người mới bắt đầu hay là người intermediate thì mình nghĩ là chúng ta vẫn nên chia theo kỹ năng để học, và tức là học theo kỹ năng và học theo dạng bài. Mọi người nhớ là mọi người có thể gộp hai kỹ năng học
lại với nhau. Ví dụ như là học listening thì các bạn có thể gộp lại học speaking luôn. Mình lấy ví dụ như là sau khi các bạn học listening này, học một cái dạng bài listening hoặc là nghe một cái đề listening chẳng hạn, thì các bạn có thể tận dụng những cái tài liệu mà các bạn vừa nghe để thứ nhất là học phát âm này, thứ hai là sử dụng những cái từ vựng hay mà xuất hiện trong đấy để áp dụng vào những cái bài speaking của mình luôn. Còn ngoài ra hai kỹ năng còn lại mình nghĩ cũng nên ghép lại để học chung với nhau, đấy là reading và writing. Bởi vì cũng giống như hai kỹ năng kia thì các bạn có thể tận dụng cái nguồn tài liệu mà các bạn đọc ấy, những cái bài đọc ở trong IELTS hoặc là những cái tài liệu đọc khác mà các bạn đọc để học cách hành văn này, học từ vựng này để áp dụng cho những cái bài writing trực tiếp của các bạn. Ví dụ như là mình lấy ví dụ nhá, khi mà trước mình học IELTS ý, mình đọc một cái bài về một chủ đề nhất định nào đấy, mình sẽ nhặt ra những cái collocations, những cái từ vựng hay, mình tra nghĩa rồi tra cách dùng vân vân, rồi mình sẽ chọn một cái đề writing task 2 có chủ đề tương tự với cái bài đọc đấy để mình có thể thử là viết bài đấy xem như thế nào, ứng dụng những cái từ vựng mà mình đã nhặt ra từ bài đọc đó. Thì đấy là cái cách mà mình nghĩ là học kỹ năng có thể là hiệu quả nhất nhá. Rồi. Và có rất là nhiều bạn đang hỏi là mới bắt đầu thì học từ đâu, thì đây là một cái câu chuyện khá là dài. Thì ở trên YouTube mình có nguyên một cái chuỗi lộ trình tự học IELTS từ 0 đến 7.0 cộng ấy, cái lộ trình mà mình có quay theo dạng viết tay ấy, thì các bạn có thể tham khảo nhé. Trong cái lộ trình đấy thì mình đã nói rất là kỹ về cách tự học cho từng trình độ khác nhau, từ 0 đến 5.5 học như nào này, 5.5 đến 6.5 học như nào, 6.5 đến 7.0 cộng học như nào, mọi người nhá. Mọi người thử xem trên YouTube của IELTS Fighter nha. Alright, thì bây giờ cũng đã là 9:10 rồi. Thì mình sẽ kết thúc cái livestream ngày hôm nay các bạn nhé. Tất cả những cái câu hỏi nào mà Mia chưa kịp trả lời ngày hôm nay thì Mia sẽ để đến livestream tuần sau nhá. Tuần sau mình cũng sẽ có một cái livestream nữa về kỹ năng reading và writing. Đó thì các bạn hãy đón chờ nhé. Và đồng thời các bạn đừng quên là tuần sau chúng ta cũng sẽ có một workshop Hiểu Con Hiểu Mình vào ngày 25 tháng 11 và workshop Power Up With Us chặng 2 vào ngày 27 tháng 11 nhé. Alright, thank you guys for watching and I'll see you guys next week. Bye!